nó đủ cái thu hút của cộng đồng ấy, thì sẽ ngay lập tức sẽ có một số những cái đội nhóm, ngay một số những cái cơ sở của những cái nhóm hacker hoặc là những cái nhóm kỹ thuật, họ sẽ copy, các anh chị ạ, copy luôn cái sản phẩm đó và họ sẽ làm ra một cái sản phẩm nhái đó. Và như vậy là chúng ta hoàn toàn bị nguy hiểm khi chúng ta không hiểu biết và chúng ta không có được cái kiểm soát về thông tin ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải những cái sản phẩm này, mà đây là một trong những cái nguy hiểm trong cái thị trường mà chúng ta cần phải có đội nhóm của chúng ta, cần phải có những người hiểu biết và cần có những người hỗ trợ, đúng không ạ? Khi chúng ta cần đầu tư hoặc chúng ta cần tham khảo hoặc chúng ta cần thông tin thì chúng ta đầu tiên chúng ta hay hỏi người bảo trợ của mình hay là hỏi người giới thiệu cho mình nhá, giới thiệu cho mình thông tin ấy. Và khi cái người giới thiệu cho mình thông tin không biết ấy, thì chúng ta có thể hỏi những cái người gọi là trên nhóm hoặc là những người mà trên cái hệ thống thông tin của chung, thì chúng ta sẽ nhận được những thông tin phản hồi nó đầy đủ và rõ ràng hơn, tránh tình trạng là chúng ta chủ động làm một mình hoặc chúng ta chủ động mua bán mà chúng ta không xác định thông tin, thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp những cái sản phẩm gọi là không đúng chất lượng hoặc là không đúng của công ty hoặc là sản phẩm giả, thì lúc này là hoàn toàn chúng ta sẽ mất tiền đó. Đấy là một trong những cái phần mà tôi cũng lưu ý lại là chúng ta có thể mua cái sàn sản phẩm Zenix Coin trên sàn Uniswap, đấy là sàn sàn chính thống và cũng là một sản phẩm chính thống của công ty trên nền tảng ERC20. Còn hiện tại trên nền tảng BSC BNB là chưa giao dịch và cũng chưa có công bố gì cả. Và ngày mai là ngày 21 tháng 9 công ty mới họp báo với lại chính phủ cũng như là các đối tác, và có một thông tin là tôi cũng đã gọi là biết sớm một chút là có thể là sẽ là thông tin công bố cái việc giao dịch trên BSC BNB, thì lúc đó là công ty mới có những cái thông tin và những cái sản phẩm chính thống mới được công bố lên đây, đúng không ạ? Đó là cái phần đầu tiên mà tôi cũng mong muốn chia sẻ và hỗ trợ cho tất cả anh chị rằng một cái thông tin mà chúng ta hoàn toàn cần phải nhìn thấy và cũng đánh giá được và chúng ta nên tránh trên các thông tin của online, đúng không ạ? Phần số 2 tôi sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó là phần thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Làm một cái thao tác gì ạ? Đổi mật khẩu. Ở đây thì rất nhiều anh chị cũng là quá quen với những cái công việc là liên quan đến đăng nhập rồi tạo rồi là tạo mật khẩu rồi, đúng không ạ? Rồi sử dụng mật khẩu rồi. Tuy nhiên thì cũng mong muốn là hơi giới thiệu cho tất cả các anh chị ngồi đây, có thể rất nhiều người có biết rồi thì chúng ta cũng có thể là tìm hiểu thêm. Còn chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể lưu ý rằng chúng ta khi mà chúng ta mà tham gia vào cái tài khoản này thì chúng ta thường hay để những mật khẩu nó rất là dễ, 123456 ví dụ vậy, hoặc là 111555 hoặc là 33366 ví dụ vậy. Thì chúng ta lưu ý là những cái mật khẩu này là thường hay bị những người mà người ta có những cái khả năng người ta mò hoặc người ta tìm được những mật khẩu của mình, hoặc kể cả những người hỗ trợ mình. Các anh chị nghe rõ nhá, tôi đang nói là kể cả ngay những người hỗ trợ mình tạo ra những cái tài khoản đó, họ cũng có thể là lưu trữ cái mật khẩu này, và đến một cái thời điểm mà chúng ta không để ý hoặc chúng ta đôi khi cũng chỉ bởi vì là cái việc là chúng ta nghĩ nó đơn giản là tôi có mật khẩu rồi, tôi đăng nhập rồi, tôi nhìn thấy tài khoản rồi là được, nhưng thực tế là nó chỉ ở được 50% thôi. Còn chúng ta cần phải có một cái phương pháp hoặc là chúng ta phải cần phải có cách để chúng ta gì ạ, bảo mật tài khoản của mình. Thì để bảo mật tài khoản của mình ở đây chúng ta sẽ có nhiều bước, nhưng bước đầu tiên là chúng ta nên đổi mật khẩu, và cái mật khẩu của chúng ta là cái mật khẩu gì ạ, là riêng chúng ta biết và chúng ta nên giữ lại mật khẩu đó và chúng ta ghi lại bằng một tờ giấy hoặc là ghi vào đâu đó để tránh tình trạng là người khác, người thứ hai hoặc là những người người ta hay tìm những cái tài khoản và những cái thông tin ở các tài khoản ấy thì người ta sẽ mò ra mật khẩu của mình. Đấy là cái mà phần đầu tiên là tôi cũng chia sẻ lại, là hôm nay là cái buổi mà tôi mong muốn là chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái việc là tránh những cái thông tin giả mạo hoặc những cái thông tin gọi là trên online mà chưa chính thống. Cái thứ hai là khi mà chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp là gì, đổi mật khẩu hay là gì, thay đổi mật khẩu của mình để chúng ta bảo quản được cái tài khoản, tránh những người là người tạo ra mật khẩu hay là người tạo ra tài khoản cho mình hoặc người hỗ trợ mình hoặc kể cả những người người ta đọc được mật khẩu, người ta sẽ mò ra mật khẩu và người ta vào tài khoản của người ta thì lấy tiền, đúng không ạ? Đó, đấy 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 là những người người mà tôi mong muốn là rất nhiều anh chị ở đây, rất nhiều trường hợp rồi và cũng rất nhiều lần rồi mà tôi cũng bắt gặp là những người là mất tiền vì những trường hợp như vậy. Và với dự án này và với một cái với một cái kênh thông tin này thì chúng tôi là team của Việt Nam và cũng mong muốn là chia sẻ lại với tất cả những anh chị nào mà có thể lần đầu tiên tham gia hoặc nhiều lần tham gia rồi cũng lưu ý, bởi vì nếu như chúng ta có tiền mà chúng ta để mất hoặc là tránh tình trạng mà bị gọi là mất mất trộm thì nó rất là đáng tiếc hoặc là thực sự là không không nên, đúng không ạ? Đấy là một phần trong cái góc độ mà chúng tôi chia sẻ, và đây bây giờ tôi sẽ thao tác cho các anh chị về cái việc là chúng ta đổi mật khẩu. Đây là một cái tài khoản chúng tôi đã thì truy cập vào, đúng không ạ? Vậy thì trên tài khoản chúng ta sẽ có gì ạ? Anh chị này, đây. Đây nha, anh chị vào tài khoản chúng ta sẽ nhìn thấy mục đầu tiên là mục gì? Dashboard là màn hình. Trên tiếng Việt thì đây tôi sẽ dịch ra tiếng Việt cho anh chị hiểu. Rất nhiều anh chị có thể dùng tiếng Việt thôi. Rồi, bảng điều khiển, đúng không ạ? Chúng ta bấm vào bảng điều khiển thì nó sẽ hiện ra tất cả những thông tin trên này, đúng không ạ?
Vậy thì chúng ta dưới cái bảng điều khiển chúng ta sẽ có một tài khoản này, đúng không ạ? Vậy khi mà chúng ta vào tài khoản rồi ấy, thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Vào đây thì chúng ta sẽ có thì thông tin của tôi, các anh chị nhá, nhìn này. Thông tin thì hôm trước tôi đã hướng dẫn rồi. Tôi sẽ không nói lại nữa mà chúng ta sẽ vào phần bảo vệ đi. Đây. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Các anh chị nhìn thấy trên màn hình cái phần này thì comment cho tôi phím số 5. Nào anh chị nào mà nhìn rõ hoặc là nghe được những cái thông tin này thì ở trên màn hình comment cho tôi phím số 5 để tôi hướng dẫn là chúng ta sẽ gì ạ? Đổi mật khẩu. Đó. Bởi vì như tôi đã nói rồi, rất nhiều người có nhờ làm tài khoản này, rồi là tạo tài khoản này, đúng không ạ? Rồi là đưa cho chúng ta một cái tài khoản đó, nhưng cái mật khẩu thứ nhất là cái người người ta tạo tài khoản người ta sẽ là quản lý được. Cái thứ hai là cái tài khoản của người ta, cái mật khẩu của cái tài khoản đó họ làm rất là dễ nhớ. Các anh chị không ạ? Rất dễ nhớ, cho nên là rất nhiều người có thể là không phải là người tạo tài khoản người ta lấy tiền, nhưng có thể những cái người người ta có khả năng người ta mò những cái tài khoản này, người ta đọc ra được những mật khẩu này và người ta sẽ vào tài khoản của mình, người ta sẽ chuyển đi. Và lúc này là chúng ta sẽ gì ạ? Mất tiền. Đó là một cái điều mà không nên mà vô cùng đáng tiếc. Thì tại sao hôm nay tôi cần phải chia sẻ cái phần này, để mong muốn những anh chị nào ở đây, những người mà có tài khoản rồi mà có tiền trong tài khoản, hoặc là sắp tới là có tiền, có coin hoặc có tiền ấy, thì chúng ta cần phải bảo quản tài khoản của mình một cách thì an toàn và một cách là chặt chẽ, tránh tình trạng chúng ta bị mất trộm, đúng không ạ? Thì ở đây công ty đã thiết kế ngay cho chúng ta một cái back office là chúng ta sẽ vào cái phần tài khoản nhá. Vào tài khoản và chúng ta sẽ nhìn cái mục này là mục thứ hai thì trên xuống này, sau cái mục công ty của tôi ấy là bảo vệ này, chúng ta bấm vào đây. Đúng không ạ? Đây tôi đã thao tác lại này. Đây. Vào tài khoản này chúng ta sẽ bấm vào tài khoản, được chưa? Vào mục bảo vệ đây. Bảo vệ đây, đúng không ạ? Đó, vậy thì khi mà bảo vệ này thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ có gì đây? Sẽ có một mục đổi mật khẩu. Ngay đầu tiên là chúng ta sẽ nên đổi mật khẩu, bởi vì chúng ta như tôi đã nói rồi, chúng ta nên đổi mật khẩu. Vậy thì chúng ta nhìn thấy này, chúng ta có một cái mật khẩu cũ, tôi đã lưu sẵn cái mật khẩu cũ của đây đấy. Anh chị không ạ? Đây mật khẩu cũ này. Vậy thì khi mà chúng ta đổi mật khẩu cũ rồi, chúng ta bắt đầu thao tác đổi mật khẩu thì chúng ta cần phải gì ạ? Đánh mật khẩu cũ vào đây. Cái mật khẩu mà chúng ta đã có ngay từ đầu ấy, anh chị nhá. Khi mà chúng ta đánh mật khẩu cũ ở đây rồi thì sang mục thứ hai là mục gì, đổi mật khẩu, hay là chúng ta đánh một mật khẩu mới. Thì bây giờ tôi sẽ đánh một mật khẩu mới để tôi sẽ đổi cái mật khẩu này để gì ạ? Chúng ta nhìn thấy các bước của nó là như thế nào. Chúng ta sẽ đánh một cái mật khẩu khác. Được chưa ạ? Đó. Và sau khi tôi đánh mật khẩu khác thì chúng ta sẽ phải gì? Xác minh lại mật khẩu này lần thứ hai, hay là đánh lại cái mật khẩu vừa rồi lần thứ hai. Được chưa ạ? Đấy các anh chị nhá, đây là lần 1 là chúng ta đánh 1. Đó là lần 1 đúng không ạ? Lần thứ 2 chúng sẽ đánh lại cái mật khẩu này lần để cho nó chính xác, gọi là xác minh lại lần 2. Được chưa ạ? Đó. Đây là cái việc là chúng ta sẽ đánh mật khẩu 2 lần thứ 2 để xác minh lại cái mật khẩu mới sau khi chúng ta muốn đổi mật khẩu, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ gì ạ? Đổi mật khẩu, đổi mật khẩu thì chúng ta sẽ bấm vào đây thôi. Đó, xong rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy là xong. Đúng không ạ? Vậy khi mà chúng ta gì? Chúng ta đã đổi mật khẩu rồi, đồng nghĩa việc là chúng ta đang cần phải gì truy cập vào tài khoản bằng một cái mật khẩu mới và của chỉ có chúng ta biết thôi. Chỉ có chúng ta biết thôi, được không ạ? Bởi vì lúc này là người tạo mật khẩu cho chúng ta hoặc là người tạo tài khoản cho chúng ta cũng không biết được cái mật khẩu mới là của chúng ta là cái gì. Bởi vì chúng ta là người đổi, chúng ta quản lý mật khẩu đó, như tôi đã giới thiệu là chúng ta nên làm như vậy, bởi vì tránh tình trạng là chúng ta sẽ bị gọi là mất trộm hoặc là mất cái số tiền trong tài khoản của mình hoặc mất số coin, bởi vì rất rất nhiều những người làm trong cái thị trường này, trong cái quá trình làm thì người ta để mật khẩu rất là dễ tìm và còn rất là dễ nhớ. Đôi khi người ta chỉ cần bấm lại hoặc là người ta tự làm hoặc là mò ra người ta sẽ tìm thấy. Hoặc cái một trường hợp nữa là cái trường hợp mà những người hỗ trợ chúng ta làm tài khoản ấy, người ta sẽ lưu lại những mật khẩu này và chúng ta sẽ bị mất tiền ở trong này. Đó là cái điều rất đáng tiếc, và hôm nay tôi cũng mong muốn là giới thiệu cho chúng ta một cái điều kiện hoặc một cái thông tin để chúng ta làm một cái thao tác là đổi mật khẩu đi. Đổi mật khẩu cho nó thì thực sự là gì an toàn. Cái việc thứ hai hoặc là một cái thao tác nữa mà tôi cũng nhớ lưu ý cho tất cả các anh chị, nó là cái gì ạ? Bật 2FA. Các anh chị nhớ bật 2FA hay là bật cái xác minh của Google ấy. Rồi. Các anh chị hỏi là bật 2FA này. Thì đây là cái gì ạ? Xác minh hai yếu tố này. Được chưa ạ? Các anh chị nhìn thấy không ạ? Vậy thì chúng ta có một cái Google Authent hoặc là một cái xác minh 2FA thì chúng ta sẽ cần gọi là bảo mật thêm một lớp nữa.
đây là một trong những điều kiện rất tốt trong việc là khi mà chúng ta đã đổi mật khẩu rồi, đúng ạ, mà chúng ta lại gì có thêm cái mật khẩu này nữa hoặc là một cái xác minh này nữa để xác minh là chúng ta là có điều kiện hoặc là có cái gọi là quản lý chặt chẽ hơn. Thì đây là cái xác minh 2A, tôi đã sẽ quay lại màn hình này. Đây, sau khi đổi mật khẩu xong nhá, thì tôi sẽ vào đây, đó, đúng ạ, chúng ta sẽ bấm vào cái yếu tố thứ hai hay là gọi là gì xác minh 2A này. Vậy thì chúng ta nhìn thấy một cái QR code đây này, anh chị không ạ? Và khi mà tất cả các máy của chúng ta đều có một cái gọi là gì ạ, một cái quét QR đấy, hay là gọi là cái xác minh bảo mật đấy, thì chúng ta sẽ quét cái mã này, quét cái mã này được không ạ? Khi mà quét mã này rồi thì nó sẽ gì hiện lên trên cái máy điện thoại của chúng ta, và chúng ta sẽ nhập vào đây, anh chị hiểu không ạ? Lúc này khi mà nhập vào đây rồi thì chúng ta sẽ coi như là hoàn thành bước thứ hai là lập 2FA hoặc là bảo mật 2FA để lưu trữ cái tài khoản của mình một cách an toàn nhất, hoặc là một cái điều kiện bảo mật tốt nhất, tránh tình trạng là chúng ta sẽ bị mất tiền hoặc là bị gọi là ăn trộm coin hoặc ăn trộm tiền trong tài khoản của chúng ta, đúng không ạ? Đó, đó là hai cái phần mà chúng ta lưu ý. Đó, đây là những cái mà thông tin mà tôi cần phải giới thiệu cho tất cả những anh chị ở đây chúng ta cần phải làm hoặc là chúng ta nên làm, bởi vì trong quá trình kinh doanh hoặc trong những cái thị trường này thì đôi khi nó có những cái rủi ro, hoặc là đây là những cái bất chắc, và những cái rủi ro bất chắc này nó hoàn toàn không phải đến từ một cái việc gì nó gọi là lớn, hoặc là không phải là từ một cái việc gì từ công ty, hay cũng không phải từ việc gì từ dự án, mà nó lại từ chính chúng ta, đúng không ạ? Chính chúng ta là những người mà để mất tiền hoặc là để hỏng hỏng tài khoản hoặc là gì nó gây khó khăn. Hướng dẫn bằng video anh ơi, trên hệ thống của công ty ấy, nó sẽ có rất nhiều video. Công ty thì đã làm sẵn những cái video này rồi, đây là chị em chỉ là hướng dẫn lại bằng một cách gọi là ngắn gọn hay là hướng dẫn trực tuyến thôi. Còn video đã có rồi nhá anh chị nhá, em sẽ gửi video ngay lên trên nhóm cho chúng ta, có thể anh chị copy này. Đây. Ok, em sẽ lấy video luôn cho anh chị này. Đây là video đấy nhá. Làm cách nào tôi có thể đặt lại mật khẩu của mình này anh chị nhá. Đây tôi sẽ gửi luôn một cái video lên, tôi đã gửi trên các nhóm Zalo rồi đấy, nhưng mà một số các anh chị là đây. Xem luôn và tôi sẽ copy luôn cái này có lại được là đó, chúc tăng nhập quả nhé, đây là tăng nhập, đây họ đang tăng nhập một tài khoản mới này, đó, được, rồi, sau đó khi tăng nhập tài khoản xong mà họ sẽ vào gì ạ, tăng nhập đây là đang đăng ký mới, nó sẽ có một cái thông điệp nữa, một cái sản phẩm email đấy, các chị nhìn thấy không ạ? Đấy, thì đây là cái đường link này, đường link mà sẽ là gì? Đó, các anh chị có thể copy cái này, copy cái này về tự xem hoặc là tự xem lại cái thông tin của công ty giới thiệu, hoặc là chúng ta sẽ thao tác theo cái thông tin này. Khi mà chúng ta đăng nhập vào và chúng ta muốn đổi mật khẩu thì nó sẽ có gì ạ? Một cái email nó gửi về tài khoản mình là đổi mật khẩu, đúng không ạ? Các chị nhìn thấy không ạ? Đây nhá, đây là cái video về đổi mật khẩu này. Tiếp theo nữa sẽ có một cái video tiếp theo là kết nối Google Authent hay là gọi là gì ạ? Xác minh 2FA đấy ạ, tôi vừa đã giới thiệu đấy ạ. Xác minh 2FA này. Đây. Các anh chị nhìn này, tất cả tài liệu trên này nó sẽ có rất rõ trên này, các anh chị có xem đi. Tôi nghĩ là đây là những cái thông tin cơ bản thôi, các anh chị có xem nó sẽ bổ ích cho chúng ta đấy ạ. Đó, cái thì nhìn nha, một cái là Google Authent để chúng ta quét mã QR này, chúng ta sẽ vào website đúng không? Đó, đăng ký, chúng ta đăng nhập vào tài khoản đó. Đây là một tài khoản đó. Đó, họ cũng vào cái mục bảo vệ đấy ha. Đúng không ạ? Đấy, đúng rồi đây. Chúng ta đi có 2 bàn giống như tôi vừa thao tác đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ soi mã code này ở điện thoại chúng ta cũng có cài đặt lên và coi như xong, rất đơn giản thôi, anh chị rất đơn giản. Nếu chúng ta không biết làm, chúng ta cũng nên cố gắng hoặc là chúng ta biết cách làm thì đây là một cách vô cùng đơn giản, chúng ta có thể thì bảo mật tài khoản chúng ta. Đó, khi mà chúng ta đăng nhập lúc này nó cần 2FA thì chúng ta đăng nhập được, và chúng ta cần phải
tốt đó, chúng ta đã đăng nhập trở lại và chúng ta có thể là cái được để chúng ta bảo mật tài khoản, tránh tình trạng là đi chúng ta bị người khác đăng nhập vào mà chúng ta không giữ lại số tiền hoặc số coin của chúng ta đó các anh chị nhá. Thì đây cũng là một trong những cái thông tin nữa mà tôi cũng mong muốn là chia sẻ để chúng ta sẽ có được những cái điều kiện mà bảo mật những cái thông tin tài khoản của chúng ta. Một cái đường link thứ hai, đường link video này đó, tôi gửi hai cái đường link video, anh chị nào cần xem hoặc là cần tham khảo kỹ thì chúng ta có thể là trực tiếp copy cái này ra để xem, hoặc là chúng ta sẽ vào cái phần tài khoản của chúng ta ở phía dưới cùng màn hình như này, chỗ trung tâm truyền thông này, chúng ta sẽ xem rất nhiều video ở đây, đúng không ạ? Đây là những cái phần mà tôi mong muốn là nhắc nhở lại tất cả những anh chị là chúng ta là những người mới, hoặc chúng ta là những người đã đi đầu tư nhưng chúng ta bắt đầu đang có tiền hoặc là đang sở hữu coin thì chúng ta cần phải làm ngay bây giờ, bởi vì hôm vừa rồi tôi cũng đã đưa rất nhiều thông tin cảnh báo trên các nhóm Zalo ấy, là chúng ta đang để những cái tài khoản rất là dễ truy cập và rất nhiều người ta có thể chui vào, người ta lấy được ra những cái đồng euro hoặc là những đồng coin của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta sẽ mất tiền, đúng không ạ? Đó là những cái mà mong muốn chia sẻ lại trong buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì rõ ràng là trong những thị trường mà nó cực kỳ nhiều cái nguồn thông tin như thế này và rất nhiều những cái thao tác như thế này thì một số người mà có thể mới tham gia hoặc là mới đầu tư cũng chưa thạo được những cái thông tin bảo mật thì chúng ta nên lưu ý, đúng không ạ?